Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với Top Sao Hàn, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao K-pop. Và ngày hôm nay sẽ có những thông tin thú vị nào thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Trước đây thì Rosé của Blackpink có hình ảnh ngoài đời khá hiền hòa, style mặc nữ tính và trẻ trung. Instagram của cô nàng cũng là những bức ảnh nên thơ nhẹ nhàng. Tính cách của Rosé thường được miêu tả với những từ như là nhút nhát, e dè, nội tâm. Tuy nhiên thì kể từ năm 2020 và đặc biệt là sau đợt solo, Rosé ngày càng thay đổi phong cách trở nên dạn dĩ hơn. Không khó để nhận ra nữ idol đang theo đuổi hình tượng sexy girl kiểu Âu Mỹ. Tất nhiên thì đây không phải là một style hiếm gặp trong K-pop, có rất nhiều những nữ idol như Hwasa, Hyuna, Jessie và Jennie cũng đã thử qua phong cách này. Và trên tài khoản mạng xã hội Instagram của Rosé thì những hình ảnh dịu dàng, trầm lặng và đậm chất bánh bèo girl của Rosé đã không còn nữa và thay vào đó là những hình ảnh mang đậm vẻ sexy. Tư thế chụp ảnh yêu thích nhất của Rosé thời gian gần đây là khoe chân, khoe đùi, khoe mông, thậm chí là lộ quần bảo hộ cũng không sao. Không khó để bắt gặp những hình ảnh này trên trang cá nhân của nữ idol. Từ một idol có phong cách đời thường trầm lặng, Rosé đã trở nên táo bạo hơn rất nhiều. Và ngoài những tấm hình khoe đôi chân dài miên man của mình thì Rosé cũng có những biểu cảm như là há miệng, mang vẻ gợi cảm và sexy quyến rũ. Hoặc là những bức hình cắn môi hờ hững. Trong một livestream hồi tháng 2 thì ban đầu Rosé để hở hàng cúc trên cùng, nhưng khi được fan nhắc nhở thì cô đã cài cúc áo lại. Tuy nhiên sau một lúc nữ idol lại cởi cúc áo ra. Trong một buổi phát sóng trực tiếp khác của nữ idol cũng có khoảnh khắc tương tự khi cô cố tình kéo áo xuống để hở da thịt của mình. Có thể nói phong cách của Rosé đã có sự thay đổi rõ rệt và những bức ảnh đã chứng minh được điều đó. Vậy còn đối với bạn thì bạn yêu thích phong cách nhẹ nhàng bánh bèo như trước kia hơn hay là phong cách sexy girl kiểu Âu Mỹ như thế này? Và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé! Chúng mình là Top Sao Hàn và cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!